Thế với cảnh chào cả nhà nhá. Hay sang anh bạn chơi, anh đang chuẩn bị quy hoạch hết lại cái vườn khu nhà anh đây các bạn này. Vườn anh rộng như này, đấy các bạn này. Khu này trung tâm trong này cũng luôn quy hoạch đây nhé. Đấy. Anh muốn bán quy hoạch lại, anh muốn chuyển nhượng lại cho ai có nhu cầu bốn cái cau nhé. Đấy, đây mình đứng trên xa mình quay nhé. Đấy, bốn cái cau này. Cao này tương đối cao nhỉ. Cây rất là sai quả, năm nay sai quả vặt hết bán rồi đấy. Anh Hồng ơi. Anh Hồng ơi. Đấy, cao đây. Đó đo cây anh Hồng ơi, đo thử một cây thôi. Đo thử một cây cái. Đây thước đây rồi. Vâng, đo tí anh em nó nhìn nó nhìn. Đo thử một cây thôi, nó giống hệt nhau mà. Đo cây bé hơn, cây này to hơn tí này. Vâng, đo một vâng. Anh đo cái chỗ vành ở dưới ngay vành chìm thân này cũng được mà. Vâng, đo chỗ nào cũng được. Đấy vâng, đo chỗ cách 1 mét dưới bên dưới đấy. Đấy. Đấy là chỗ đấy, chỗ tay dưới đấy. Đấy đo trúng rồi. Nào, vành cho bao nhiêu này? Anh cho em nhìn cái xoay đấy cái nhỉ? 52. Vành 52 tính 50. Anh để đo ra hết cái phần đấy xem là mấy mét đến cái chỗ buồng kia. Cao. Ừ, cái chỗ từ dưới chỗ buồng thôi. Đấy cho chỗ đấy nó gọi phần thoát thân ấy. Cái này nó cái nó khoảng khoảng là được rồi. Lên nó 1,5 mét nữa. Khoảng bao nhiêu mét? Hả? 3 mét. Thế thì cái cao này 4 mét. Đấy. Cái cao này là phần thoát thân 3 mét thì lên cái 3 mét á, sát thân 3 mét á. Ừ, 3 mét hơn 3 mét. Ôi, thế cái cao này cao 4 mét rưỡi. Nạ, 4 mét rưỡi đến 5, 4, 4 mét rưỡi gọi bầu 5 mét nhé. Cao cao nha. Đấy, cây thứ nhất nhé. Anh đo cây nó nhỏ hơn tí này. Đấy, cây đẹp, cây côn. Anh bao nhiêu anh? 4 năm à? 4 năm. Rồi, anh cũng đo như thế nào. Cao cũng thế. Cao như thế thôi, không cần đo đâu. Cao như thế rồi, thế là được rồi. Đấy, bốn cây và cao này rất xa nhé, cao ra bán quả, cao này cao ta à anh, cao lùn, nó lùn cái cao này, à. Cao lùn nhưng mà nó kiểu à nhé, cây phong thủy nhé, trước cao sau suối các bạn nhé, thơm nhỉ. Đây cây mộc của anh Đồng đây thơm nức thế này. Có bác xem cái clip rồi quay cây mộc mình có ai xem chưa? Cây thứ ba nhé. Đấy cây. Thứ ba thế. Nhỏ hơn một chút. Tròn xe. Cái này gốc rất to côn. Rồi. Vừa dây mới, dây sạch sẽ đấy. Đây là đúng rồi. Ví dụ chó nhiều lắm. Đây rồi. Nhìn thấy phần. Nhìn thấy rồi, đây này, nhìn thấy rồi. Đấy nhá, cây này cũng thế nhá. Giờ tuổi già sống hơn tuổi trẻ, nghe nhạc sướng đúng không? Làm ly cà phê nữa. Tầm tuổi anh Hồng này giờ tụ tập bạn gái bạn chiếc cái tầm tuổi này chơi vui đấy. Đấy. Bạn gái giờ thì ngon này. Thôi thôi không bạn bè thôi. Vợ ở nhà thì suốt ngày cơm áo gạo tiền thì nói chuyện nó không hấp dẫn bằng bạn đấy. Chuẩn bị xây hết làng nghỉ ở đây nhá. Đây trung tâm mọc lên chuyển cây hết.
Thơm lắm bạn. Ngọc. Mày mẹ ngọc ngay mà. Thơm. Thơm lưng luôn. Vậy như vậy xanh xì ra đây. Ok. Đấy nha.